Người trai tại làng Buôn Kết cũng như bao người trai khác tại huyện Krông Ba, đời sống họ gắn liền vào nghề trồng trọt, làm nương, làm rẫy, chăn nuôi phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết là chủ yếu. Đời sống tinh thần của họ tin vào thần sông, thần núi, mê tín dị đoan. Những niềm tin này làm cho đời sống của họ càng ngày càng tăm tối. Mỗi lần bị bệnh tật thì họ cúng dường rất tốn kém, đã nghèo lại còn nghèo hơn nữa. Mỗi lần ăn nhà mã thì tổ chức linh đình, đốt trâu, đốt bò, ăn uống mấy ngày liền, làm cho đời sống vật chất cũng như tinh thần của họ càng chìm đắm trong sự tối tăm. Nhưng Chúa có kế hoạch và chương trình tốt lành cho người trai tại Krông Pa nói chung và người trai tại Buôn Kết nói riêng. Từ những năm 1986 đến năm 1991, đã có người đến làng Buôn Kết để rao giảng tin lành, nhưng chưa có người tin nhận Chúa. Đến năm 1992, hạt giống tin lành đầu tiên tại Buôn Kết do có mục sư Nay Trương mang đến. Hai người tin nhận Chúa đầu tiên đó là cô Sor Hờ Bích, nay gọi là Mỹ Fanny, và cô Sor Hờ Rưng, nay gọi là Mỹ Lan. Nhưng vì còn là tuổi học sinh còn đi học, nên tin lành chưa có sự ảnh hưởng bởi hai hạt giống tin lành này đối với những người trai trong làng. Hai người lúc bấy giờ đến nhóm lại với con cái Chúa tại Buôn Thim, xã Phúc Cần. Khoảng năm 1993 đến năm 1994, Chúa Thái Linh đã hành động trên nhiều tấm lòng tội nhân và rất nhiều người đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống mình qua các lễ cưới cũng như là qua các lễ tang của con cái Chúa. Đây là cơ hội thuận tiện nhất để rao giảng tin lành. Chúa đã dùng hội thánh Ngài là chi hội Phúc Cần do cố mục sư Nay Trương kiêm nhiệm cùng với cộng sự lúc bấy giờ là truyền đạo Sor Cái đến chăm sóc, gây dựng đời sống đức tin của những người mới tin Chúa. Từ vài người, Chúa đã cứu thêm nhiều người. Số người tin Chúa lúc bấy giờ lên đến 140 người. Trong khoảng thời gian này, tại vì chưa có nơi để nhóm nhau lại nên con cái Chúa đã đến nhóm chung với con cái Chúa ở tại làng Buôn Tang thuộc xã Phúc Cần. Nhưng vì tình hình địa phương lúc bấy giờ không ổn định nên con cái Chúa đã quyết định không nhóm lại tại Buôn Tang nữa mà nhóm lại ngay ở tại Buôn Kết. Lúc bấy giờ, con cái Chúa nhóm nhau lại thờ phượng Chúa đầu tiên tại nhà riêng của gia đình Ơi Lan, tiếp đến chuyển qua nhà Ơi Panh, rồi chuyển qua nhóm tại nhà Ơi Pani, sau đó chuyển qua nhà riêng của Ơi Hai Nhoang để nhóm thờ phượng Chúa. Sau đó, Chúa đã hiệp một con cái Ngài lại với nhau và quyết định nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà riêng của cố chấp sự Alehra Ơi Haneli. Lúc này, hội thánh chính thức có sự nhóm lại ổn định, dầu khó khăn, nhưng họ cứ trung tín cầu nguyện, thờ phượng, học kinh thánh và làm chứng về Chúa cho nhiều người. Khoảng năm 1994 đến năm 2014, hội thánh tiếp tục phát triển dưới sự dẫn dắt của cố mục sư Sor Brown. Sau đó vì bệnh tật nên cố mục sư không thể hầu việc Chúa tại nơi đây. Cố mục sư Siêu Tung tiếp quản công việc Chúa thay cho cố mục sư Sor Brown, lo công việc Chúa chung ở tại khu vực Krông Pa. Lúc bây giờ, truyền đạo của Sor Cái phụ tá cố mục sư Siêu Tung lo công việc Chúa tại Buôn Kết. Chúa ban ơn cho công việc Ngài, Chúa cứu thêm nhiều người vào trong hội thánh và ngày càng đứng vững ở trong Chúa. Khoảng thời gian này, từ năm 2008 đến năm 2010, do truyền đạo Nay Chới, nay mục sư Nay Chới đặc trách lo công việc Chúa. Cảm ơn Chúa, trong chương trình kế hoạch tốt lành mà Ngài đã định, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9 năm 2015, Hội Thánh được chính quyền cho phép hội đồng thành lập chi hội. Hội Thánh bước vào sự ổn định và phát triển. Lúc bấy giờ, tổng số tín hữu là 234 người, trong đó có 141 người đã nhận báp têm. Dưới sự phân công của Tổng Liên hội, Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam đã bổ mục sư nhiệm chức Rô-ô-tha làm kiêm quản nhiệm chi hội lúc bấy giờ. Từ năm 2015 đến năm 2021, dưới sự dẫn dắt của mục sư Rô-ô-tha, Hội Thánh càng ngày càng phát triển, số lượng tín hữu tăng lên đến 280 người, trong đó 145 người đã nhận báp têm. Trong khoảng thời gian này, năm 2017, Viện Thánh Kinh Thần Học phân bổ truyền đạo sinh Cơ Sơ Đinh về thực tập hầu việc Chúa tại chi hội. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2022, Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam bổ truyền đạo Roa Dơn về làm quản nhiệm chi hội chính thức. Trong khoảng thời gian này, từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, có sinh viên trung cấp Roomi về thực tập hầu việc Chúa tại Hội Thánh. Từ khi Hội Thánh được thành lập đến nay,
Hội Thánh vẫn đang mượn và sinh hoạt tại vườn nhà của ông cố chấp sự Alera Ây Hernely. Hội Thánh không ngừng phát triển từ vài chục tín hữu, đến nay cả năm phụ lão ấu được 291 tín hữu, đã bắt tem 145 người. Số tín hữu nhâm lại hàng tuần khoảng 150 người. Thế nên, điều cấp thiết của Hội Thánh đó là ước ao xây dựng được một ngôi nhà nguyện rộng rãi hơn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thờ phượng Chúa của Hội Thánh. Hội Thánh không ngừng cầu nguyện nhờ ơn Chúa và Ngài đã đáp lời cầu nguyện của họ. Chính vì vậy, Hội Thánh đã làm đơn xin chính quyền địa phương cho phép dựng nhà nguyện tạm trên phần đất vườn của ông Alesup Ây Hợi Ý với diện tích là 216 m² để dựng nhà nguyện tạm. Các cấp chính quyền địa phương đã rất quan tâm và tạo điều kiện hết sức thuận lợi đến vấn đề này, nên đã cho chi hội xây dựng nhà nguyện tạm trên phần đất vườn của ông Alesup. Ngày 3 tháng 5 năm 2023, Hội Thánh đã mời Mục sư Hanh, Ủy viên Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, mục vụ tỉnh Gia Lai đến cầu nguyện đặt viên đá xây dựng nhà nguyện tạm. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, Hội Thánh bắt đầu khởi công xây dựng nhà nguyện. Tổng diện tích xây dựng là 216 m², trong đó có cả công trình phụ, tổng kinh phí dự kiến là 400 triệu đồng. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng làm những việc lớn cho Hội Thánh Ngài. Đến nay, nhà nguyện đã được hoàn tất và Hội Thánh vui mừng làm lễ cảm tạ Chúa vì những ân lành mà Ngài đã làm trên Hội Thánh của Ngài ở tại Buôn Kết. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Thi Thiên 126 câu 3.